Xin chào các anh chị. Đầu video xin chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường Tên Lửa thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với các anh chị. Với diện tích ngang 9x20, công nhận trên sổ là 180m², kích cấu trệt 2 lầu, hiện trạng trống bàn giao ngay, sở hữu cá nhân hoàn công đầy đủ và hiện tại đang được chủ nhân chào bán là 43 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản.